Hello, xin chào anh em. Buổi sáng chúc anh em có một buổi sáng thật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân chị nhé. Anh em nào mà lần đầu tiên xem kênh của em thì cũng đừng quên nhớ đăng ký kênh để tiện cập nhật và theo dõi những cái mẫu xe em update hàng ngày anh chị. Đó, về bên em về rất là nhiều mẫu xe khác nhau nhá. Đó, hiện tại em đang ngồi trong một chiếc xe Hyundai Avante sản xuất 2013 anh chị. Con này phiên bản số sàn. Đó, máy móc cực êm luôn. Thì bên em cũng còn muốn thu mua rất là nhiều cái mẫu xe khác nhau anh chị. Anh em nào có nhu cầu bán xe, mua xe thì có thể kết nối theo số điện thoại 0969 711 41. Và lần đầu tiên xem kênh của em thì cũng đừng quên nhớ ủng hộ cho em bằng nút đăng ký, nút like anh chị nhé. Đó. Và con này thì Avante sản xuất 2013 anh chị, phiên bản số sàn nhé. Phiên bản con này là phiên bản số sàn anh chị nhé. Đây sơn si này. Con này túp ly, túp lô còn khá mới luôn. Được lên cái màn hình Android rồi, tích hợp cam đùi. Con màn hình này tầm khoảng giá thị trường 5-6 triệu. Có chỗ thì cao hơn chị nhé, tùy theo chỗ lắp. Đó. Vô lăng thì tích hợp phím bấm nha. Đây vô lăng này. Vô lăng thì không có, nói chung là bị mòn một ít thôi, không có quá mòn nhiều. Đây, những cái nút chỉnh gương, chỉnh kính này vẫn hoạt động lên thướng bình thường anh em nhé. Đó. Hoạt động êm ái bình thường. Đó, nó có những vết sầy này thôi, những vết sầy này. Theo năm tháng này có vết chầy này thôi, nhưng không sao, không đáng kể anh chị nhé. Mấy cái này thì có thể xử lý được này. Đó. Túp ly này, keo chỉ rin hết nha. Đây anh em xem. Đó, nội thất này, từ ngoài nhìn vào trong này, nội thất được bọc da hết rồi. Đó, ghế da hết nha. Này, ốc bản lề này. Đó, đây keo chỉ này, keo chỉ rin hết chị. Sơn si con này là màu trắng chị nhá, sơn si màu trắng, sản xuất 2013. Đây, Hyundai Avante nhé. Thì giá bán con xe này bên em đang rao bán giá nó là 278 triệu baht hồ sơ cho anh em nhé. Phía sau trang bị 4 cảm biến phía sau này. Đó, form dáng sedan hai đầu cực đẹp luôn, phù hợp cho anh em nào lấy về chạy gia đình, dịch vụ taxi, dịch vụ đều khá ok luôn anh chị. Đó, sơn si màu trắng bên em có tút táp là hết rồi. La răng đúc nha, con này lốp gai còn khá sâu. Về phần phin nhiệt thì chủ trước trang bị đầy đủ hết anh chị nhé, dán hết rồi. Viền cửa này được nẹp luôn rồi. Máy móc thì hiện tại đang nổ máy luôn, máy lạnh thì bao mát anh chị bạn, máy nổ cực êm anh chị nhé. Đây là phần đầu của nó này. Đó, xi nhan gương là răng đúc, cùng đèn pha phía trước này, đèn pha đèn gầm thì đèn pha còn khá sáng, đèn gầm thì nó hơi tối anh chị. Bên em có thể hỗ trợ đèn bóng anh chị nhé. Đó, sơn si còn khá đẹp luôn. Giá bán con này là 278 triệu bao rút hồ sơ cho anh em. Rồi em sẽ đi chi tiết cái phần máy móc cho anh chị các bạn xem mà máy móc con xe này. Đó, nội thất, ngoại thất thì khá đẹp nhé. Đây phần gầm này. Đó, gầm thì không có bị mục mọt gì nhé. Nó hơi tối chị. Đây. Đó, máy móc vận hành cực êm anh chị nhé. Xe này thì dòng Hyundai này thì anh chị cũng đã biết là rất là chi phí vận hành thấp, linh kiện dễ thay thế ở Việt Nam mình rất là nhiều luôn. Những con xe này anh chị còn những con xe gia đình như vậy thì rất hợp lý đó. Đi thì không biết khi nào hư được anh chị. Bên em có thể cam kết trên cái bản trên mặt giấy tờ là xe không ngập nước nha, không đâm đục nha. Đó, bảo hành trên cây số cho anh chị bạn đi luôn. Đó, cho nên anh chị bạn hoàn toàn yên tâm khi mua những cái con xe bên em anh chị. Đó thì giá bán con xe này thì bên em đang rao bán giá nó là 278 triệu anh chị nhé. Sản xuất 2013. Phiên bản số sàn Hyundai Avante anh chị. Đó, sơn si còn khá đẹp anh chị nhé. Mọi thắc mắc thì anh em có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại là 0969 711 41 em tên Việt. Và anh em cũng đừng quên nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho em anh chị nhé. Đó, hiện tại cũng có khách đang xem luôn chị nhé. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại.